chim đang đuối hết rồi, các bạn đang chậm chim rồi, hầu như là không có bọng. Vấn đề là coi thái độ thôi. Chiếc binh số 02 cũng có thỉnh thoảng nhảy ra ngoài. Chiếc binh số 64 đánh tốt, nhưng mà nãy có một lần trọng tài nói là có dùng mình. 60 buông xe. Không chính cũng chậm chim, chậm đều quá. Thời gian vẫn còn, cả hội trường đang yên lặng. Chiến binh số 60 bung xè xong vô hơi chậm một chút. Chiến binh số 55 lại chạy lại các bạn. 60 lại quay ra ngoài một chút. Có bung xòe nhưng mà quay ra ngoài hơi lâu á. Chà. Chưa có sự rõ ràng nào ở vòng đấu lần này các bạn. Rất là khó ở vòng đấu lần này ha. Chiến binh số 60 thì bạn lúc đầu bạn đánh tốt, sau đó bạn buông xòe một lần, sau đó bạn có nhảy ra còn ngoài còn đứng cũng hơi mất hay hai nhịp. Xong rồi chiến binh số 61 thì cũng đánh tốt, nhưng mà trọng tài lúc đầu nói mất tập trung và có một lần đủ mình, không biết có nhầm không, đúng không ta? Trọng tài có nhắc để lần đủ mình xong mất có một lần đủ mình. Số 55 thì đánh đều đều chậm chậm, nhưng mà khi mà vào sau thì bạn bùng lên, bạn đánh bạn với chiến binh số 63. Chiến binh số 02 thì bạn cũng đóng không nổi bật, thỉnh thoảng có nhảy ra ngoài một tí, nhưng mà tôi nghĩ cũng không nghiêm trọng lắm, có mất tập trung một chút. Đó, có chiến binh 63 tôi nghĩ là chắc, tôi nghĩ là cũng an toàn. Mình số 09 thì cũng không có gì xuất sắc, bạn đánh chậm nhưng mà cũng đều đều tương đối nhẹ và nhảy ra. Nói chung là 6 chim tới thời điểm này đang không quá mạnh nữa. Bây giờ các bạn 1 giờ rồi, 4 tiếng hồ rồi nha, 4 tiếng hồ rồi. Mà trong khi đó có những anh em muốn chim mình ở vị trí đẹp thì 5 giờ sáng, 6 giờ sáng đã treo rồi. Là cũng so sánh đấy các bạn nha. Nhưng mà chiến binh số 55 là chia tay cuộc chơi trước.
số báo danh 01, 02, 60, 61 và 63. Ổn định chim 30 giây. Bụng xòe những bình số 60. Bụng xòe. Bụng xòe. Bụng xòe. Số 02 bụng xòe, số 60 là bụng xòe lần thứ 2. 63 và 61 đang đều đều. À, 63 đang chạy rất là tốt nha. 63 đang chạy rất tốt. À, 02 đang chạy tốt. À, 61 hơi chậm hơn một chút. Thái độ thì có, nhưng bạn ghim vào trong bạn chạy chậm cao hơn một tí. À, phía bên kia 60 cũng đang đều. Ba lần buông xe cho chứng minh số 60 rất hay. À, 61 chậm, 63 và 02 đang đều, mà 62 có một, số 02 là có một lợi thế một lần bung. Chúng ta đang chờ kết quả của trọng tài. Sao ba và sao